Rồi, chào mừng các bạn đã đến với server Hero MC. Ngày hôm nay tôi mới tìm được một cái gọi là launcher mới, nhìn cũng khá hấp dẫn anh em ạ. Đó chính là Luna. Tôi mới dùng thử cái launcher này, tôi không biết là đánh ổn không. Tôi sẽ thử thử dán. Để em cách đeo kính đi anh. Đầu tiên em phải có một cái kính. À không, đầu tiên em phải có tiền. Em phải có tiền, em đi đo mắt đã rồi em mới đi cắt kính được. Hiểu không? Còn em không có tiền là em không có đi cắt kính được. Anh ráp đi anh. Ê vô, Rô đang ngồi đây và khóc hu hu. Chuẩn bị thua trận Bad War là Rô lại khóc hu hu. Chỉ em cách ăn đi anh. Bây giờ tôi vừa chơi tôi vừa ăn là tụi bay phải chỉ tôi cách vừa chơi vừa ăn trước đã. Mấy đứa phải chỉ anh cách vừa chơi vừa ăn trước đã rồi anh mới chỉ mấy đứa cách ăn được. Có chàng trai giết lên cây u là trời luôn à. Chúng ta không thuộc về nhau rồi bạn ơi. Buồn rồi của bạn rồi. Chúng ta không thuộc về nhau. Anh Go đang chơi Free Fire à? Đúng rồi, tôi đang chơi Free Fire phiên bản có kiếm nha. Mấy má không có súng nha. Thể hiện skill đặt lóc không ship đi anh. Không được em ơi. Trong cái server này mà anh đặt lóc không bình thường anh mà đặt lóc không ship là anh phải direct clip. Anh Butterfly nó hơi chậm. Anh Butterfly được có 20 mấy CPS à. Không có đặt lóc không ship được. Đâm ra là anh phải direct clip. Direct clip. Nói chung là tôi đọc tiếng Anh hơi ngu đó mấy má. Nhưng mà trong cái server này thì anh em biết rồi đó. Mỗi lần mà chúng ta mặc dù là biết là ở bên đây thì chúng ta sẽ gọi là nó không bị giới hạn cách đặt cách click nhanh của chúng ta. Nhưng mà anh em click nhanh quá là bị out á. Anh em coi video mới nhất của tôi thì anh em sẽ rõ nha. Rồi chưa có thằng nào ngu như thằng Go thề luôn. Chơi Bad War là phải té một lần. Ok. Rồi. Let's go buddy. Ô là trời luôn á trời. Cái quả đó mà tôi đánh trước nó một phát là nó chết với tôi rồi. Nhưng mà cuộc đời nó không như mơ mấy mày. Mình bị tay quẹo anh em ạ. Đậu xanh rau muống nhà đó. Rồi chào vàng. Bạn định làm gì với quả fireball đấy? Rồi xuống đây tôi sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện, một truyền thuyết về một chàng trai gọi là đánh Bad War không bằng ai nhưng mà đủ gáy thì không ai bằng. Rồi xuống đi tôi kể cho bạn nghe. Mà bạn đi rồi bạn còn cơ hội đâu mà được nghe. Trắng đâu ngoài nhà tôi này. Mày hả trắng? Mày hả trắng? Mày chết mày rồi. Bây giờ tôi qua tôi liền trắng luôn cho anh em coi. Thứ hai là ngày đầu tuần nghe tin có đứa F0, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy cả vàng F1. May quá mình không còn đi học. Giờ mấy bạn mà đang đi học kiểu mấy bạn sợ lắm anh em. Tôi cũng nghe thông tin là mấy bạn đang đi học mấy bạn cũng sợ lắm. Tại vì căn bản là đi học giữ một bài F0 á. Anh em hiểu cảm giác không? Không biết là mình bị F1 bao giờ luôn. Hồi cấp 3 anh có được làm sao đỏ không? Có em ạ. Nhưng mà anh cũng không ham hố lắm. Tại vì căn bản là việc học còn chưa xong nữa làm sao đỏ á. Tự nhiên cái thắng à. Một phút quảng cáo. Và chào mừng tất cả các anh em cô dì chú bác dòng họ đồ ngoại hai bên đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng duy nhất của Hero Team. Ở đây có rất nhiều mặt hàng đồ chơi Minecraft, Minecraft, Roblox và nhiều đồ cute khác. Dịch vụ giao hàng tận nhà toàn quốc với những sản phẩm chất lượng cao bao gồm cả tôi. Tôi làm dân bày cắm sờ. Thế thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà công chi cập ngay shop hero.vn để trở thành vị vua của chiếc sao đồ chơi nữa các bạn ơi. Dù khi thắng bất ngờ ai biết bà ơi, ai muốn đâu, ai muốn thắng đâu, tự nhiên thắng chứ bộ, đúng không? Anh xô xe bét đi. À, xe bét chỉ có như đây thôi. Chỉ lâu lâu nó lên được, lâu nó không lên được anh em. Thiệt kích Go, thiệt kích được không? Tôi đâu có thiệt kích được, đâu có quyền đâu má. Bên đây đâu có quyền, pin được thiệt kích Go. Tại Go gà nên mọi người dường thôi. Ủa alo. Quánh tôi như con đẻ chứ kêu nhường. Không, bên server Hero MC thì tôi không dám lít nhanh anh em ạ. Bên server Hero MC lít nhanh quá bị kích đó. Anh em thấy bây giờ là tôi đang mới có 16, 18, 17 không? Nhưng mà vẫn bị kích đó anh em. Thay từ về Go thôi, của dịch không chơi BD nha. Không chơi BD nha. Mình là chơi hẳn 100% nha, không chơi BD nha. Tôi chơi, tôi thường tôi bích Butterfly nhiều hơn anh em. Đúng là khi mà chúng ta bắt cầu thì chúng ta không nên nói về cái cách mà chúng ta click như thế nào. Bởi vì nếu như chúng ta nói như vậy thì chắc chắn nó sẽ té. 100% là sẽ té 1000% luôn. Ok bạn nhá. Mãi lại anh em. 72 mãi đi. Ok bạn nhá. Cái gì khi tôi thấy có mấy anh em kiểu chơi bên server Minecraft anh em click CBS cao á. Tôi tự tin lắm mấy ba. Tôi cố gắng tôi tập để có thể bằng được như anh em. Nhưng mà có vẻ như là cuộc đời không cho phép tôi làm điều đó.
Tại vì tôi chích tần lít hơi kém, tôi không biết chích tần lít, tôi chỉ biết butterfly thôi. Chơi 1.8 anh phải lock hết nữa. tôi không biết lock hết anh em ạ. Tôi không biết lock hết đâu mới cần. Tại vì tôi chơi tôi chỉ biết gọi là đấm và đấm thôi, cứ tiến tới và đấm thôi. Hầu lên cao à. Bạn có biết đó là một hành động sai lầm nhất của bạn không? Bạn xuống đây là bạn tới công chuyện với mình liền nè. Ok. Let's go. Mày tới công chuyện mày rồi vàng ơi. Mày tới công chuyện mày rồi. Xong vàng nha. Tạm biệt vàng nha. Anh em 72 mãi định nha. Ok vàng nha. Anh em 72 mãi định luôn. Quá tuyệt vời. Quá gây cưng anh em ơi. Kem trộn sầu riêng hả? Cái gì kem trộn sầu riêng đây nữa mấy má. Hết lóc. Cay thiệt chứ. Toan rồi ông giáo ơi, cũng hơi toan thiệt anh em ạ. Tôi thấy nó cũng hơi toan thiệt. Bên ông kia có vẻ như là nó lên khá là nhiều đồ rồi. Còn tôi còn chưa lên được cái kiếm nữa nè. Ôi! Thế tôi đang đọc comment của ông kia có gì đây. Em vừa vô cho em lụm sắt mua lắp đi phá giường rồi. Chạy lại để mua đồ rồi đập tim nó ra hết. Ừ đó là bạn, còn tôi chơi gà nên tôi phải chấp nhận sự thật thôi anh em ạ. Mình gà, mình chấp nhận mình gà chứ mình không phải làm mình gà. Mình kêu mình rồ sao mà mình đi ra đường mình ngẩng cái mặt lên trời được anh em. Cô ơi, sao cô lại cướp trái tim em thế? Em báo công an. Thế cái vụ cướp này là em báo công an, không ai dám xử lý luôn á. À, bây giờ mình có cái giáp rồi thì bây giờ mình sẽ tự tin mình qua. Mình có cái kiếm rồi, mình sẽ tự tin mình qua mình chơi ổng này. Bây giờ quan trọng là phải biết là ổng ở bên đâu, ổng ở đâu đó. Bây giờ tôi sẽ dùng cái cục NB này, sau đó tôi quăng qua và tôi chơi ổng là hợp lý luôn. Một cây kiếm trúng hai con nhện. Từ từ đã quay progress thôi. Chết rồi, tôi chơi ngu rồi. Ôi trời ơi. Ô là trời giáp kim cương rồi hả? Tự nhiên thắng mấy ba ơi, ai biết gì đâu, tự nhiên nó thắng chứ bộ. Anh vào thấy tên đi, chào Nguyễn Phan. Anh chào em, anh rất chào em, anh nhiệt liệt thân ái chào em và hy vọng là em sẽ theo dõi những livestream kế tiếp của anh nữa. Cảm ơn em nhiều. Được chưa em, anh gào thấy hay được chưa? Hôm nay tao bớt ho là tao gào thấy cho tụi bay nghe. Ừ, game ngộ ghê á, tự nhiên cho tao thắng buồn ghê. Mà nhiều khi chơi backward này nhiều quá con bị mỏi tay á anh em. Tôi chơi một xíu tôi phải nghỉ một xíu, tại vì tôi chơi mà tôi chơi nhiều quá là tôi bị mỏi tay. Idol thôi đừng idol nữa. Mấy bà vô mà cứ thấy ông nào mà idol là thôi chuẩn bị đó. Chuẩn bị là tới công chuyện với mấy ổng rồi. Chuẩn bị team up đi mấy anh em ơi, quánh Sigo. Đừng có idol. Trời ơi, đừng idol. Rookie là chào anh. Ừ anh cũng rookie là chào em. Anh vô toilet vào thét tên em đi. Cái mic của anh không có tốt tới vậy đâu em. Cái mic của anh tầm với của nó cũng có hạn lắm em ạ. Ô là trời. Cái quả đó nó sẽ là một highlight rất tuyệt vời. Nếu như mà tôi không có cái quả nhảy đó, nó sẽ là một quả highlight cực kỳ siêu cấp fit pro vũ trụ hết điện ảnh mai quá. Thế mà không anh em ạ, vô bảo không, vô ngựa tôi nhảy xuống. Vô đỉnh thiệt. Cười muốn rớt cái nội tạng không em ơi, lậm vô, hốt vô. Ê, không được nha. Hốt vô, rớt cái đó là chết. Chưa, hốt vô. Nó đâu áo vội vàng và tinh người rồi. Thôi em cho lận 10k. Mười ca tôi đâu. Đô nói liền em. Báo người Việt Nam nói là làm. Thua rồi. Đô nói liền người Việt Nam nói là làm. Thua rồi, mới thua luôn. Ok, người Việt Nam nói là làm. Mười ca anh đâu. Gửi liền. Nóng cho nó nóng nào. Người Việt Nam chơi mà chạy là mấy người Việt Nam nha. Không phải đùa đấy, cũng là bạn nào mà có tiền là kiểu ủng hộ tôi donate tí cho nó có động lực, còn không thì anh em đừng donate nhiều kẻo mất tiền mai không có tiền tiêu vặt đi học ấy. Ô gì vậy, ủa gì vậy, mẹ đánh ảo gì vậy, mẹ vừa đánh vừa nhảy luôn à, phải đấy ảo vậy.
Em thích giọng thật của anh cơ. Ừ, nhưng mà anh để giọng này anh livestream chơi game mọi người giống vui em ạ. Để giọng thật của anh này nó hơi đục lọt. Không nên, không nên. Từ từ, ông này đánh não vậy má. Ảo phải cướp à, thôi ảo phải. Được bạn ơi, má giờ cô có đối thủ rồi. Fireball đâu, fireball đâu. Móc fireball vô. Ê má, ông này đứng bị delay luôn ạ. Đứng bị delay đam luôn ạ. Từ từ khoan má, có gì nó sai sai nè mà. Từ từ, chỉ có thể hai trường hợp thôi. Một, tôi chơi ngu, hai ông này hát. Ừ. Không, cũng có thể là do tôi chơi ngu anh em ạ. Bây giờ mình qua mình chơi lại thử một lần nữa coi sao. Đây, có thể là tôi chơi ngu, mình không được đổ thừa người ta hát được. Tại vì mấy thằng mà chơi thua người ta xong mà kêu hát hát là chỉ có mấy thằng gọi là chơi không lại mới chơi kêu hát thôi. Má, ông này từ từ nha. Từ từ nha, có cái gì đâu nói sai hết luôn á. Từ từ má, anh em nào gọi là chuyên bếp quơ anh em cho tôi một lời giải thích coi. Má, ông này đánh không bị delay đam mà. Một hit của tôi bằng hai hit của ổng à, vậy cướp. Không, bạn nào không biết chơi bếp quơ bạn đừng quýnh giá người ta anh em. Còn bạn nào tôi đang hỏi mấy ông chơi bếp quơ thôi, tại vì cái hit này nó hơi lạ. Bình thường người ta đánh rất là chậm, ông này đánh nhanh quá. Từ để coi nè. Má thằng này hát chắc luôn rồi. Chắc là do tôi ngu anh em mà, chắc là do tôi đánh ngu. Hình như là do tôi đánh ngu á. Nhưng mà mấy cái lốc hít của ông này ảo vậy. Thề, ảo luôn á. Cái văn gọi là mình thua người ta xong mình chơi người ta hát là chỉ có mấy gà anh em hiểu không? Còn tôi là tôi gà thiệt, tôi chơi nó hát được. Anh vừa thắng vừa thua em cho anh 500k luôn. Khó quá em á, chơi cái hiệu hết nào nó dễ dễ chứ được không? Ra cái thử thách gì vừa khó vừa thua sao làm? Anh em có biết cái cảm giác mà mình là cái thằng gọi là cái KOL của server, YouTuber của server, vô click 18 CBS bị kích. Anh em có hiểu cái cảm giác không? Tôi vô tôi chơi với Khang, tôi click có chút xíu à. Kích tôi ra anh em. Chúng ta cùng nhau được rồi đi thôi. Đồng chí Shizo lên đường. Hy vọng mà lên đường theo cái nghĩa là tôi sẽ qua tôi đập được nhà của người ta, chứ không phải là lên đường theo cái nghĩa tôi rơi xuống vực. À, tiên tri vũ trụ nha anh em. Tiên tri vũ trụ nha. Đón đâu chúng đó nha. Tiên tri vũ trụ chồng luôn. Thích 2 pixel hoặc 3 MC hơn. Tại vì mình gà anh em ạ, nên mình chơi server này anh em hiểu không? Tại vì bên 2 pixel thì tôi cũng có chơi, nhưng mà bên mấy ông bên 2 pixel rồ lắm. Chơi 3 pixel thì chơi có Khang thì được chơi. Ông biết gì không? Ông nhảy từ trên cao xuống là ông mất một đống máu rồi. Đúng rồi, còn tôi còn full máu nè. Chơi thôi, chúng ta hãy cùng nhau đấm nhau như hai thằng đàn ông nè. U là trời, ủa thằng nào đánh giùm tôi vậy? Được rồi, đi thôi. Đồng chí Shigo lên đổ. Đó lý do tại sao tôi bắt chốc lặng. Bắt nó chậm đó. Ừ. Không ai muốn đâu. Ok. Tôi rất thích làm những việc âm thầm mà không bị người khác phát hiện anh em hiểu không? À. Ví dụ như qua đập giường ta mà ta không phát hiện là vui. U là trời, Go quá, Go ơi. Đồng chí Shigo lên đồ bắt đầu ngã, hợp lý. À, chắc mốt tôi phải gọi là cho câu slogan của tôi ở trong kênh của tôi luôn. Chuyên gia bắt cầu, tổng tư lệnh bắt hóc vị thần đặt khối bu. Ừ, nó vậy nó mới cháy anh em hiểu không? Còn cái nịt. Thấy chưa, tôi đó là đặc sản mà. U là la, xanh lá. U là trời, chết mỡ tôi rồi. Tôi chưa lên giáp, tôi chưa lên gì hết. Nãy giờ cứ đi lén ra không anh em ơi. Đánh nhau đi. Quay lại đây nào. Đúng rồi. Nó phải như vậy, đúng vậy. Trời ơi. Đây tôi sẽ cho ông biết thế nào là chát thật sự nè. Thấy chát chưa? Đủ bát tôi chưa? Đủ bát của ông chưa? Đủ bát chưa? Đủ chát chưa? Ôi ơi. Ông ơi là ông ơi á. Ok bây giờ là mình đã mất giường rồi thì mua táo vàng nhiều vô. U là trời luôn á. Từ giường á. À giường đỏ bị giết rồi. Giường đỏ bị giết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ còn giường gray và giường green nè. Ok bây giờ mình sẽ qua mình chơi luôn hai giường luôn rồi. Hy vọng là hai ông bên kia sẽ không có lên đồi. Nhiều khi ước mơ chị làm ư. Ông thần ăn hôi. Ôi ôi, nói về khoảng ăn hôi ai hơn luôn đó anh em. Chúa tể ăn hôi chụp băng ké anh em. Trời ơi. Đây bây giờ tôi sẽ đi lượm member xong rồi tôi lên thêm cái giáp kim cương nữa là bất khả chiến bại nè. Nhanh nè. Đây mở to con mắt ra nhìn. Đấy, gen TikTok liền, bắt gen liền em thích gen liền.
Ai đổ đổ đồ lên Kim Cương rồi nè. Hồi trước tôi ít chơi Backworld 1.8 lắm. Tâm ra là bữa anh em kêu tôi chơi mà tôi phải tập á. Bữa anh em kêu tôi chơi là tôi phải tập cái Backworld 1.8 này nè. Chứ hồi đó cái lúc mà tôi mới chơi Backworld là tôi chơi 1.12. Là tôi dùng phiên bản 1.12 là tôi vô cái server 2 pixel tôi chơi luôn ý. Hồi xưa biết mẹ gì đâu anh em. Hồi xưa anh em nói đến những cái thuật ngữ như là Chitter Clip nè. Rồi Butterfly Clip nè. Rồi Drag Clip nè. Rồi cái gì mà bắt lóc bắt cầu rồi Bridge rồi cái gì mà Teo Li và Bridge chứ đâu biết mẹ gì đâu. Ừ. Mới chơi mà đâu biết gì đâu. Nhưng mà từ từ anh em ấy, anh em nhờ gọi là anh em chỉ bảo anh em không? Anh em hướng dẫn. À, bây giờ là được như ngày hôm nay mặc dù vẫn gà anh em. Ok, bây giờ là chúng ta còn dùng Rin nè, không sao anh em, thằng Rin nó gà mình chơi được. Rin nó gà mình chơi được. Ồ, giáp kim cương luôn à. Ghê vậy. Ồ, giáp kim cương luôn à. Ồ, đỉnh. Rin đỉnh nha. Không đùa với Green được đâu nha, Green hơi bị điển đấy. Trời ơi. Mà thôi, chúng ta sẽ gọi là thả cho Green một xíu anh em. Ta phải chơi cái trò gọi là farm kill nó bị vui à. Bước chân anh đi về chẳng còn ai mong. Ủa tự nhiên cái thắng nữa à. Trời ơi á. Cho người ta chơi chứ đi chờ. Người ta định qua người ta farm kill có bao nhiêu kill đâu. Tự nhiên ao em mới 7 kill hắn à. Chơi làm giỏi thật sự, chơi bể ghê. Rô luôn đàm được những điều khó nhất mà người khác không làm được, đúng vậy. Riêng về khoảng gọi là té giật là tôi tuyên bố tôi top 2 không ai top 1. Anh với mình chia tay rồi hả? Ờ cái đó thì mình đã thông báo rồi, là mình không muốn thông báo lại nha các bạn ơi. Với cả là có những bạn kiểu hơi bị vô duyên á, kiểu đó là vấn đề cá nhân của tụi mình thôi. Cơ bản chỉ là không hợp thì bọn mình không đi với nhau được nữa thôi. Mà anh em cứ hỏi lại hoài nó bị khó chịu á anh em. Đó là lý do tại vì sao tôi bị hối hận cái việc mà tôi công khai người yêu lên trên livestream hoặc là lên trên mạng xã hội nhiều ấy. Và sắp tới ví dụ như mà tôi có đi tiếp với một ai đó nữa hoặc là tôi có kiểu quen ai đó nữa thì tôi cũng sẽ không công khai cho các bạn biết đâu, bởi vì các bạn vô duyên bãi nồi. Cái này tôi không đánh đồng tất cả đâu, nhưng mà đa phần anh em kiểu bị vô duyên thái hóa. Kiểu tôi biết là cái này tôi nói rất là nhiều lần rồi, và tôi cũng đã báo với anh em là có những cái vấn đề cá nhân riêng tư thì đừng có nên hỏi nhiều, nó mất hay, nó không vui, nó mang năng lượng tiêu cực đến mọi người khác nữa. Tôi không có thích gì đấy. Vẫn cứ hỏi. Như kiểu là mày nói đi, tao làm mình làm gì được tao. Thế thôi, bây giờ tôi thì không cho anh em biết bất kỳ thông tin cá nhân nào riêng tư về đời sống của tôi nhiều nữa. Tôi sẽ giao lưu và trao đổi với anh em trên mạng xã hội này với tư cách là một thằng CEO thôi, chứ tôi sẽ không còn là một thằng tân nữa nha. À, chỉ em cách uống nước đi anh. Mày đợi anh xíu. Rồi, uống nước cách CEO. Hôm nay chúng ta sẽ có một khóa học uống nước nha anh em. Bước 1, chúng ta cần có một chai nước. Nếu như bạn nào không có chai nước thì các bạn có thể lấy những cái ly, những cái cốc hay cái gì đấy thì các bạn đổ nước vô, ok. Nhưng bước 1 các bạn vẫn phải có một chai nước hoặc bình nước. Bước 2, các bạn sẽ mở khóa một cái thành tụ, người ta gọi là cái thành tụ nắp chai đó anh em. Đây, chúng ta mở khóa cái thành tụ đó ra. Đó, thấy chưa? Sau khi chúng ta mở khóa cái thành tụ này ra rồi thì nó sẽ lòi ra cái miệng chai nước. Rồi bước 2, để có thể uống nước được kiểu siro, các bạn kéo khẩu trang từ dưới lên. Thường anh em sẽ kéo từ trên xuống đúng không? Còn của tôi là sẽ kéo từ dưới lên đó. Để há cái mỏ này ra, thấy chưa? Đó, hợp lý chưa? Anh em đưa cái chai nước vô miệng rồi uống. Khi nước vô tới miệng rồi thì nuốt, ok? Uống nước đơn giản, ba bước nha. Anh bị F0 hả? Không anh, không em. Anh bất tử giữa một bài F0, anh tuyên bố với em luôn. Anh bất tử giữa một bài F0, không hề bị F1 luôn nha. Thấy nó đỉnh cao chưa? Thấy nó VIP vi diệu chưa? Cái ngày hôm đó là Kairon đi từ Hà Nội về và Kairon bị dính Covid, là dính F0 ấy. Thì tôi đâu có biết đâu. Trời ơi, làm sao em biết được? Trời, chị xuống ngủ em muốn bờ đúng không? Tôi đi xuống, tôi ngồi tôi nói chuyện với nó anh em. Tôi ngồi tôi nói chuyện với nó như hai thằng đàn ông. Mà nói chuyện bình thường đi, không nói. Nói chuyện mà hai thằng cười như điên á mấy má. Nhưng mà ầm lum luôn. Ừ. Vậy mà tôi vẫn là người âm. Má thấy nó đỉnh không? Trời ơi, bây giờ nguyên cái game Minh Hào ai cũng ai dương tính luôn, một mình tôi âm tính. Má đỉnh không? Ừ. Mấy nhân viên shop ở dưới hạ F1 hết luôn, một mình tôi âm tính. Ừ. Các bạn gọi là đỉnh cao bãi nồi luôn á. Tuyên bố bất tử nha anh em. Chừng nào bị F0 rồi thì tuyên bố rồi là không bất tử sao? Chỉ em cách nói chuyện đi. Bước 1 em phải có cái miệng chứ. Bước 2 em phải biết nói. Rồi bước 3 là em tìm câu chuyện em nói, là nó sẽ là cách nói chuyện đó. Dễ chưa? Rất là đơn giản luôn đúng không? Ờ chào Ngọc Bích nhá. Ủa vậy bình thường chú Rô nói chuyện không giống hàng đàn ông hả? Không ba, bình thường dịu lắm, như quỷ sứ mà người ta nó giấu rồi, đúng không hoài. Chắc là do ăn ở đó anh ơi. Ha, tôi mà ăn ở xấu mà tôi còn không, tôi bất tử rồi, tôi nguyện ăn ở xấu cả đời. Ừ.
Nó vô ăn ở mà bất tử, tôi cũng nguyện ăn ở xấu cả đời. À, mấy nay tôi hay nghe bài gì ta? Mấy nay hay nghe bài tình ca. Tình ca nhưng mà nó là chữ ca chứ không phải là chữ ca nha. Là chữ ca luôn á, chứ không phải là ca nha. Chữ ca chứ không phải ca sĩ nha, chữ ca luôn á. Dạ, từng giòn nắng chiếu xuống hết con đường anh, chỉ nhớ em thôi vì anh đã yêu em. Rồi, tôi sai lời mấy má. Anh thử solo với Khang đi. Không, tôi solo không lại ai hết thật. Giờ trong cái server này tạm mấy ông tay to mà tôi solo không lại đâu. Chơi có móc lớp ăn hôi thì tôi chơi được, cái solo không lại. Anh gào thét tên đi, chào Thảo Nguyên. Chào em. Má chào mừng em đối với live stream của anh. Anh gào thét tên em là nhiệt liệt chào mừng em. Được chưa? Cũng thắc mắc đó anh em. Mình không biết là anh em thích mình vì điểm gì đó. Giờ hát không biết hát nè, hát dở là ok, hát dở ra. Rap thì cũng không bằng ai nè. Rồi chơi game thì cũng ngu đần thú bắt nè. Rồi ngoại hình thì cũng xấu xí, không xấu xa nè đó. Rồi gương mặt thì điền kinh chứ không điển trai nè đó. Thì nói chung là kiểu tôi nhìn từ trên xuống dưới, mình không có một cái tài gì nữa. Mình không có một cái gì để anh em thích mình hết kiểu. Mà anh em vẫn yêu quý mình kiểu. Mình kiểu biết ơn anh em vãi đái là tại vì anh em đồng hành với mình. Kiểu nhiều anh em đồng hành mình 3, 4, 5, 5, 6 năm với một thằng. Chỉ biết làm gì cho mình thì mình kiểu mình vui lắm. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thích vô vì cái điều cười. Không được, bây giờ tao cười là tao bị ho đó mày. Đừng có chọc tao cười. Đừng có chọc tao cười tao bị ho đó. Mặc dù là biết là hết ho rồi nhưng mà chọc cười là bị ho đó. Anh bảo đến đây tôi gây đờ mấy trăm củ của anh hả? Đâu có, anh vẫn còn chơi mà. Nhưng mà do dạo gần đây bị hết tiền á, má không dám quay. Hết tiền, không dám quay video nữa. Quay video tốn tiền đó nè. Tại vì tôi mà mỗi lần mà tôi chơi một con game gì đó mà tôi bị ghiền rồi nha. Game ra vật phẩm mới nào là phải mua. Dù cho gọi là tôi có bị đói, phải ăn mì gói chấm mắm luộc, gọi là đứt từng đoạn ruột thì tôi cũng phải mua đồ, anh em hiểu không? Ra đồ mới là phải mua. Bây giờ trong túi còn có 2.000 mà nó ra cái ô tô 20 triệu phải đi vay tiền để mua. Bởi vì tôi chơi game mà tôi hay bị cái tật đó, đó là tôi ít khi nào mà tôi chơi những tựa game nạp tiền lắm, nhưng mà dòng đời đưa đẩy đưa đủ đường sao giờ ông dịch qua chơi game đó nên tôi phải chơi theo. Nhiều khi cũng bất lực lắm anh em. Nhưng mà giờ biết làm gì bây giờ? Sao anh Lô không chơi mini world nữa hả? Hồi xưa ấy mình không thích chơi Minecraft. Nói thẳng ra là bởi vì cái máy của mình nó yếu nên chơi thiếu được. Xong rồi mình chơi mini world. Và sau khi mình nâng lên được cái máy 100 triệu á thì mình chơi Minecraft. Thì mình chợt nhận ra một điều như thế này. Khi máy chúng ta là máy yếu, chúng ta chơi Minecraft rất lắm, nhưng chơi mini world rất ngược. Và khi máy chúng ta đã lên được cái tầm cỡ gọi là 100 triệu rồi thì nó sẽ ngược lại. Cái gì kỳ vậy? Đi hiểu sao giờ tôi vô mini world bị lắc lắm anh em. Với cả là mini world nó có nhiều cái con lỗi á. Nè, tôi chỉ ra cái này cho anh em thấy, anh em sẽ thấy rõ nè. Có một cái đó là khó chịu mini world, đó là tất cả các bản cập nhật của mini world sẽ được gom vào phiên bản chính. Anh em thấy Minecraft không? Minecraft sẽ chia ra từng phiên bản và những cái dòng code, những cái dòng lệnh của nó sẽ đổi theo từng phiên bản. Ví dụ như bây giờ anh em vào phiên bản 1.8, cái lệnh comment block của nó sẽ khác rất là nhiều so với phiên bản 1.16 trở lên. Và từ phiên bản 1.16 cái lệnh comment lock của nó sẽ có một vài thay đổi so với phiên bản 1.18.1 trở lên. Đó. Cái thay đổi như thế. Tức là nếu như anh em xây một con map, anh em dùng comment block ở phiên bản nào thì nó chỉ giữ nguyên ở phiên bản đó và nó không bị lỗi, đúng chưa? Dù cho game có cập nhật thì chỉ cần anh em chơi đúng phiên bản đó thì comment lock nó sẽ không bị lỗi. Còn đi mini world thì khác. Cứ mỗi phiên bản nó cập nhật và nó sẽ có thay đổi những cái trigger vào những cái con map mà anh em làm cũ á, mà lên phiên bản mới mới thay đổi trigger á, là con map của anh em sẽ hư và anh em phải sửa lại map. Và đó là một trong những cái mà tôi thấy nó khá là phiền ở mini world. Và hồi xưa tôi đã từng gọi là bị mini world là một cái game rất là hay. Nó có bắn tường, đơn giản là tôi thích cái bắt cua bên mini world, nhưng mà kiểu hết đam mê rồi, hết vui rồi. Chơi kiểu giờ bị cập nhật nhiều thứ quá, cập nhật không lại theo thời đại với người ta nên là lười chơi. Anh gào thét tên em mới tạo dán đi anh. Mà bây giờ mày bắt đầu gào thét tên mày cũng tạo dán nữa, Anna Nguyễn. Anh chào Anna Nguyễn cho anh tạo dán, anh gào thét tên em nè. Được chưa em? Cu te chưa? Được chưa? Dán có được chưa? Quá mạnh trai chưa? Con Lu đâu anh? Nó đang lắc đít đội em, trời ơi hỏi hoài. Nó đang tập lắc đít ngoài kia để nó đú cho em với ông dịch kìa. Ngày mai lên TikTok của tôi coi đi, có lưu lắc đít đó. Sao em đăng bài trên bộ tộc sói không được gì vậy? À, bài trên bộ tộc sói phải có luật đàng hoàng nha em. Em không được đăng bừa đăng bãi đâu nha. À rồi, nhớ chọn cái tóc hiệu đó. Mimi, đây là một câu trả lời rất hay và tôi cần phải giải đáp câu hỏi này. Đây là một câu hỏi mà tôi cần phải trả lời và giải đáp cho tất cả những bạn nam đang có ý định và đang có quyết định sẽ đi cắt tóc và phải đi cắt tóc. Để cắt được một mái tóc đẹp, các bạn đừng ngần ngại nói với ông chủ tiệm rằng anh ơi anh cắt xấu quá, anh đừng cắt như vậy cho em nữa. Và cam đoan với các bạn 100% khi các bạn bước ra khỏi cửa tiệm đó, cái đầu của bạn sẽ như cái đầu bò. Bởi vì chê ai chê vậy?
Bây giờ thấy người ta cắt xấu không? Tôi chỉ với các bạn vài tiếp để các bạn đi cắt tóc mà thợ cắt tóc sẽ còn lại nè. Tao đang cắt tóc bạn đúng không? Người ta cắt dạt ở bên đây, dạt bên đây, chừa ở trên, dài quá không thích. Anh ơi, đầu anh cắt cho em cũng đẹp đó, nhưng mà làm sao đẹp bằng cái đầu của anh được? Ồ, là y như đàn ông sẽ cắt cái đầu của bạn như cái đầu của ông. Wow. Cái đó là nếu như thôi. Còn nếu như mà ông không cắt theo cái đầu của ông thì thôi, coi như là một lần rút kinh nghiệm nha. Rô chỉ cho các bạn như vậy thôi. Còn các bạn mà làm mà lỡ mà nó bị cắt sai á thì đừng đổ thừa Rô nha. Thầy anh em luôn, từ đó đến giờ mà tôi đi cắt tóc á, chưa có một ông thợ cắt tóc nào mà cắt được cho tôi một quả đầu mà tôi ưng ý thật sự. Ông thì cắt ngắn quá, ông thì cắt hai bên ngắn quá ở trên để dài, ông thì cạo chặt đầu luôn. Ôi trời ơi. Để tôi kể cho anh em nghe một câu chuyện. Câu chuyện về quả đầu đinh vuông. Không biết anh em nào giống tôi không, hồi nhỏ tôi hay đi cắt đầu đinh lắm anh em. Cái hồi mà lớp từ bé lớn luôn tới tận năm lớp 9 thì tôi bắt đầu tôi bỏ cái đầu đinh. Cứ mà tôi đi vào tiệm cắt tóc nha, là câu cửa miệng của tôi sẽ là: anh ơi cho em một quả đầu đinh. Đó. Là bình thường mình đi cắt đầu đinh đâu có sao đâu, vẫn cái tiệm đó, vẫn cái ông đó cắt cho tôi, vẫn những con người đó, vẫn cái bàn đó, vẫn cái ghế đó, và vẫn cái tông đơ và cái kéo đó. Thì bình thường mình đi vô mình kêu ông: anh ơi cắt em một quả đầu đinh. Làm cái cắt đầu đinh cho mình là cái quả đầu mà kiểu tóc ngắn á anh em, nó đinh đinh nó chỉ ra đó đúng không? Cho đến một ngày tôi đi vô quán đó, có một cái sự kiện nó vô cùng kỳ lạ nó diễn ra mà tôi phải tự hết mới là: ủa, đây là sự kiện ai đang mơ? Khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế thân thuộc đó, vẫn là chiếc ghế đó, vẫn là cái khăn quàng cổ đó, vẫn là những cái thứ quen thuộc đó. Và mình thốt lên cái câu quen thuộc của mình: anh ơi cho em một quả đầu đinh. Suốt 4 năm qua ông chưa từng hỏi tôi một câu khi mà tôi nói cái câu đó, nhưng bây giờ ông lại hỏi tôi: đinh vuông hay đinh tròn em? Mẫu chốt nè, mẫu chốt nè, tập trung kỹ nha, đinh vuông hay đinh tròn nha. Thì tôi mới hỏi ông: đinh vuông là sao mà đinh tròn là sao? Ông kêu là: đinh vuông á là đầu đinh có góc cạnh, còn đinh tròn á là đầu đinh không có góc cạnh. Ha, ông trai thích cái câu mà ai cũng biết luôn. Tôi cần ông cho tôi coi cái mẫu, hiểu không? Có cái mẫu là cái đầu đinh nào nó đẹp hơn thì mình mới cắt được cái phù hợp với cái quả mặt của mình, đúng không? Thì ok, mình định hình lại. À, đinh vuông tức là cái đầu đinh mà mình sẽ chỉa vẫn còn tóc á, còn đinh tròn thì má chắc giống thầy chùa lắm, nên thôi mình cắt đầu đinh vuông đi. Thì mình thốt lên: anh ơi cho em một quả đầu đinh vuông. Ok, rất friendly, ông quan hang cho mình, ông cắt tóc cho mình. Ok, rất là bơ phạt, mọi thứ đều hoàn hảo anh em. Sau đó thì ra được quả đầu là tôi thấy: ồ, quả đầu quá hoàn hảo anh ạ. Đây là một quả đầu đinh đẹp nhất từ trước đến giờ em từng cắt. Anh chưa bao giờ em cắt ở đâu mà có quả đầu đinh đẹp mà má cháy gì chỗ anh. Cái lúc mà anh em ngồi ở tiệm cắt tóc á, cái gương nó rất là ảo. Cái đầu của anh em trong cái gương của tiệm cắt tóc luôn là cái quả đầu đẹp. Cho đến khi anh em về nhà anh em tắm nó xả tóc ra thì cái đầu của anh em như cái đầu rồi. Và tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, tôi không khác gì anh em cả. Khi tôi về nhà tôi tắm xong, ok về thấy kỳ quá ta, sao nãy tiệm cái tóc thấy nó đẹp lắm mà sao giờ về nhà thấy cái tóc của mình nó cứ kỳ kỳ nha. Thì tôi nhìn một hồi lâu anh em mà tôi chợt nhận ra một điều rất là vi diệu. Tôi nhìn nó kìa, mình cắt đầu đinh vuông, ok qua đầu này vuông rồi. Ồ, tự nhiên có một chỏm tròn trên đầu. Anh em hiểu không? Tức là ông cắt cho tôi quả đầu đinh vuông. Quả đầu đinh vuông là cái quả đầu ở trên đây nó sẽ phẳng. Ok, nó sẽ phẳng, ở trên đây nó sẽ phẳng nhá. Nhưng không, nó không phẳng. Mà nó phẳng và nó lồi lên một quả tròn. Và cái thời đó tôi đặt tên cho cái quả đầu đó là đinh vuông tròn. Xung quanh của tôi là tóc, còn trên đầu của tôi như bị hói vậy, nó trắng bóng luôn. Từ đó về sau tôi cạch mặt ông thợ đó luôn, tôi không đi cắt tóc ở tiệm một lần nào. Và cũng chính nhờ cái sự kiện đó mà tôi mới bắt đầu để tóc mái xéo anh em. Chúng ta phải có ngu, chúng ta mới có khôn đúng không? Đời ai không bắt ngã một lần. Mà quan trọng là chúng ta bắt ngã ta phải đứng lên, đúng không? Bắt ngã phải đứng lên đi tiếp. Bắt ngã mà đứng luôn là thôi, bắt ngã mà nằm luôn là thôi xong rồi đó. Tôi vẫn cay cái quả đầu đinh vuông tròn anh em, mà cái quả đầu nhìn không khác nào bị hói luôn. Kiểu xung quanh anh em cứ tưởng tượng xung quanh là tóc, trên đây nhưng có một cái lỗ chỏm. Anh em cứ buồn cười thợ cắt tóc đi, chứ tôi là tôi cay ông lắm á. Mà cho tới giờ tôi còn cay á, mấy năm trời rồi, chục năm trời rồi chứ ít gì. Mỹ Kiều, anh mà nói giọng thật em cho anh 2 triệu không bé ơi? Bé có 2 triệu mà bé đòi mua giọng thật của anh không cho đâu. Anh nói rồi chứ, tôi để dòng này tôi nói chuyện với anh em tôi sẽ tự nhiên hơn. Để dòng thật tôi bị Lê Thảo Nguyên, em nhớ anh, chị muốn ôm anh thật chặt. Bà đã gặp tôi đâu mà nhớ tôi. Thà chi mà ở ngoài mình, ở ngoài đời chúng ta gặp nhau rồi, cái tay mắt mặt bừng, hai mắt chạm nhau, ánh mắt ta chạm nhau là người bạn tâm giao rồi. Thì nhớ là chuyện bình thường đó, là gặp tôi trên chim nhớ tôi. Tôi còn biết bà là ai. Nay không ai donate ta, anh tặng em iPhone 13 Pro Max đi. Cái là chim của anh chỉ cần chục bạn như em thôi. Anh nghèo Phương, anh nghèo thiệt luôn á. Cái chim của anh tặng iPhone 13 Pro Max ta, trong khi cái điện thoại có VIP hơn không kêu. Phần anh hát bài phần là con gái, ok. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai thấy quả đầu đinh tròn. Anh nghèo ghê quá, tôi nghèo rồi anh em, tháng này nghèo rồi, tháng này nghèo rồi. Bà ma, bây giờ tôi chỉ với bà nè, bây giờ bà qua nhà con Mimi. Đi cùng anh không bà qua nhà.
mà quậy tôi nhà nhà nó quậy xuống luôn chấm đó. Phẩy gạch nối chấm phẩy. Bây giờ là nó báo vị trí của bà cho tôi á. Bây giờ bà qua nhà nó là bà quậy bao vui luôn nha. Bà qua bà cái nhà tôi có mấy mô hình quậy hoài. Bà qua nhà My đi. Bà vô bà bấm cái nút tắt cho tôi. Ừ. Bà vô bà giật cái wifi đùng đùng cho tôi. Bà cứ lấy cái cắm cái cục wifi của My á. Bà giật ra bà cắm vô, bà giật ra bà cắm vô cho nó coi đi giật chơi. Quái quá à. Bà ma bên là chim của Simmy cũng là chim tôi hoài. Cảnh quay gì thân thân hả? Anh không chúc em ngủ ngon hết dịnh bay qua Sài Gòn gọi banh chành luôn. Ok Thư nhá. Thư qua đây. Qua đây anh đỡ. Anh đỡ Thư ngon. Thư vô đây anh tiếp Thư liền. Không chúc ngủ ngon á làm sao. Anh gào hét tên em đi. Tôi gào hét hoài. Ủa anh chơi gì thế? Chơi xong rồi má. Giờ ngồi nói chuyện thôi. Chơi chơi hoài. Sức người biết câu đâu mà chơi hoài.